Hello, xin chào tất cả quý anh chị em đã trở lại với kênh của em. Thì kênh của em là Nguyễn Quy Ruby, trại của em thì ở Tân Thới, Phong Điền, Cần Thơ nghe anh chị em. Thì nhân dịp là đầu tháng 6 thì bên em sẽ cập nhật cho anh chị em chơi một số dòng cá tập chơi và tiện giống có bên trại của Nguyễn Quy Ruby, cũng như một số chương trình siêu khuyến mại siêu đại dành tặng cho anh chị em đợt này. Thì với giá trị đơn hàng 500k thì bên kênh Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ free ship cho anh chị em. Chương trình được áp dụng từ ngày 8 tháng 6 2024 đến ngày 12 tháng 6 2024 anh chị em. Thì dòng đầu tiên bên em muốn cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng Dumbo Bit Air Latium tiện giống. Thì Dumbo Bit Air Latium tiện giống bên em sẽ bán cho anh chị em chơi là 60k một cặp. Anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 250k thôi. Giá cũng cực kỳ mềm, cực kỳ rẻ luôn. Số lượng thì cực kỳ nhiều luôn anh chị em. Anh chị em cần thì có thể liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. Hoặc là anh chị em điện trực tiếp cho em cũng được. Giá cũng cực kỳ rẻ, cực kỳ đẹp luôn. Thì chút xíu sẽ quay con cá mái của con Dumbo Bit Air Latium tiện giống cho anh chị em xem. Thì chị em thấy lưng full Latium tay bơi xanh đậm không? Đây là con cá mái của con Dumbo Bit Air Latium nè anh chị em. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi một dòng cá quốc dân cực kỳ đẹp luôn, được mang tên là Full Gap Blue Air anh chị em. Thì Full Gap Blue Air nó được lai tạo từ con Full Gap Bedet và con Dumbo Red Tail của anh chị em nên mang tên là Full Gap Blue Air. Thì Full Gap Blue Air chỉ có 40k một cặp thôi. Anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì cũng chỉ có 150k thôi. Giá nó cũng cực kỳ mềm, cực kỳ rẻ luôn. Số lượng thì cực kỳ nhiều luôn. Anh chị em cần thì có thể liên hệ qua số điện thoại Zalo hoặc là điện trực tiếp chừng cũng được. Bên em sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em một số dòng cá tập chơi và tiện giống có bên trại của Nguyễn Quy Ruby. Thì dòng này được lai tạo từ con Full Red Bedet và con Dumbo Red Tail anh chị em, nên nó mang thân mình màu đỏ của con Full Red Bedet, tai bơi màu xanh của con Dumbo Red Tail, xây là xây sinh sản luôn anh chị em. Tiếp theo thì cập nhật cho anh chị em chơi một dòng cá quốc dân cực kỳ đẹp luôn, được mang tên là Blue Tarzan anh chị em. Thì Blue Tarzan lẻ là 40k một cặp, anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 150k thôi. Tính ra là 5 cặp chỉ có 30k một cặp luôn anh chị em ơi. Giá cực kỳ rẻ, cực kỳ mềm luôn. Số lượng thì cực kỳ nhiều luôn anh chị em ơi. Blue Tarzan lẻ chỉ có 40k một cặp, anh chị em bắt combo 5 cặp thì chỉ có 150k thôi. Số lượng cực kỳ nhiều, cực kỳ rẻ luôn. Thì anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. Hoặc là anh chị em điện trực tiếp cho em cũng được. Một số dòng cá tập chơi và tiện giống có bên trại của Nguyễn Quy Ruby. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng coi đỏ Gene. Thì coi đỏ Gene chỉ có 40k một cặp thôi. Anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 150k thôi anh chị em. Giá cực kỳ mềm luôn. Tại sao người ta kêu là coi đỏ Gene? Tại vì nó không lên tay bơi anh chị em, nên người ta kêu là coi đỏ Gene. Còn lên tay bơi thì người ta kêu là coi Get Air, coi đỏ Gene. Combo 5 cặp chỉ có 150k thôi anh chị em ơi. Giá cực kỳ mềm, cực kỳ rẻ luôn. Thì tiếp theo em sẽ cập nhật cho anh chị em chơi một dòng cá quốc dân cực kỳ rẻ, cực kỳ đẹp luôn. Siêu rẻ, siêu đẹp, siêu bền luôn cho anh chị em chơi luôn. Thì được dòng cá đó, nó được mang tên là một dòng rồng đỏ Latium anh chị em. Thì rồng đỏ Latium chỉ có 40k một cặp thôi. Anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 150k thôi. Giá cực kỳ mềm, cực kỳ rẻ luôn chị ơi. Xây là xây sinh sản luôn anh chị em. Số lượng cực kỳ nhiều luôn. Chị em cần thì có thể liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. Hoặc là anh chị em điện trực tiếp cho em cũng được. Giá cũng cực kỳ rẻ, cực kỳ mềm luôn. Số lượng thì cực kỳ nhiều luôn. Anh chị em cần thì có thể liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. Hoặc là anh chị em điện trực tiếp cho em cũng được. Số lượng cực kỳ nhiều, cực kỳ rẻ luôn anh chị em. Rồng đỏ Latium chỉ có 40k một cặp. Anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 150k thôi. Số lượng cực kỳ nhiều, cực kỳ rẻ luôn. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi một dòng cá quốc dân cực kỳ đẹp luôn nè. Cực kỳ đẹp, cực kỳ rẻ. Thì sẵn đây em xin nhắc lại cách thức mua hàng của bên kênh Nguyễn Quy Ruby cực kỳ đơn giản dành cho những chị em đã từng mua hoặc chưa mua bên kênh Nguyễn Quy Ruby. Biết cách thức mua hàng là chị em chỉ cần chụp màn hình cái loại cá anh chị yêu thích và gửi qua số điện thoại Zalo thì bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. Hoặc là anh chị em điện trực tiếp cho em cũng được. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng coi Get Air nha anh chị em. Thì coi Get Air bên em sẽ bán cho anh chị em chơi là 60k một cặp. Anh chị em bắt combo 5 cặp á,
thì chỉ có 250k thôi, giá nó cũng cực kỳ rẻ, cực kỳ mềm luôn, số lượng thì cực kỳ nhiều luôn. Anh chị em cần thì có thể liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em, hoặc là anh chị em điện trực tiếp cho em cũng được, số này em cũng đang sử dụng anh chị em. Thì đợt này bên em có cập nhật cho anh chị em chơi các dòng cá lóc vây xanh có bên trại của Nguyễn Quy Ruby. Nếu chị em có nhu cầu muốn mua cá lóc vây xanh thì có thể coi tới cuối video để bên kênh Nguyễn Quy Ruby cập nhật và báo giá cho anh chị em. Tiếp theo thì cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng Amino Sivalo. Thì Amino Sivalo á chỉ có 60k một cặp thôi, anh chị em bắt combo 5 cặp á thì cũng chỉ có 250k thôi anh chị em. Giá cực kỳ mềm, cực kỳ rẻ luôn. Thì thân mình của nó là màu trắng hồng latium, ở sau là bản đuôi đỏ anh chị em. Xây máy là xây sinh sản luôn, số lượng cực kỳ nhiều lên chị em ơi. Amino Sivalo chỉ có 60k một cặp thôi, anh chị em bắt combo 5 cặp á thì cũng chỉ có 250k thôi anh chị em. Giá cực kỳ rẻ, cực kỳ mềm. Thì số lượng cực kỳ nhiều luôn, anh chị em cần thì có thể liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. Hoặc là anh chị em điện trực tiếp cho em cũng được, giá cũng cực kỳ rẻ, cực kỳ mềm luôn. Số lượng thì cực kỳ nhiều luôn, anh chị em cần thì có thể liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. Tiếp theo thì cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng rồng xanh latium anh chị em. Thì rồng xanh latium á chỉ có 60k một cặp thôi, anh chị em bắt combo 5 cặp á thì cũng chỉ có 250k thôi. Giá cực kỳ rẻ, cực kỳ mềm luôn. Thì chị em cần thì có thể liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em, hoặc là anh chị em điện trực tiếp cho em cũng được. Giá cực kỳ rẻ, cực kỳ mềm. Thì chị em cần thì có thể liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em, hoặc là anh chị em điện trực tiếp cho em cũng được anh chị em. Rồng xanh latium chỉ có 60k một cặp, anh chị em bắt combo 5 cặp thì chỉ có 250k thôi. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi một dòng cá quốc dân cực kỳ đẹp luôn, được mang tên là lóc phi xanh nha anh chị em. Thì lóc phi xanh bên em sẽ bán cho anh chị em chơi là 90k một con. Thì chị em thấy cái vây của nó cực kỳ xanh không? Kỳ là kỳ tay bê bớm luôn, giá cực kỳ mềm luôn, chỉ có 90k một con thôi. Số lượng thì cũng cực kỳ nhiều luôn, anh chị em cần thì liên hệ qua số điện thoại Zalo hoặc là điện trực tiếp cho em cũng được. Thì xây con cá lóc phi xanh này từ 12 đến 14 cm anh chị em, giá cực kỳ mềm luôn. Thì sẵn đây cuối video bên kênh Nguyễn Quy Ruby cũng xin nhắc lại chương trình siêu khuyến mãi siêu đãi dành tặng cho anh chị em đợt này. Thì với giá trị đơn hàng 500k thì bên kênh Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ phi ship cho anh chị em. Chương trình được áp dụng từ ngày 8 tháng 6 2024 đến ngày 12 tháng 6 2024 anh chị em. Với giá trị đơn hàng 500k thì bên kênh Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ phi ship cho anh chị em. Thì lóc vây xanh chỉ có 90k một con thôi. Thì cuối video bên kênh Nguyễn Quy Ruby cũng xin nhắc lại cái thức mua hàng của bên kênh Nguyễn Quy Ruby cực kỳ đơn giản, dành cho những chị em đã từng mua hoặc chưa mua bên kênh Nguyễn Quy Ruby biết cách thức mua hàng. Là anh chị em chỉ cần chụp màn hình cái loại cá anh chị yêu thích và gửi qua số điện thoại Zalo thì bên kênh Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. Thì cuối video á, bên em cũng xin nhắc lại chương trình siêu khuyến mãi là đợt này với giá trị đơn hàng 500k thì bên kênh Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ phi ship cho anh chị em. Chương trình được áp dụng từ ngày 8 tháng 6/2024 đến ngày 12 tháng 6/2024 anh chị em. Với giá trị đơn hàng 500k thì bên kênh Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ phi ship cho anh chị em. Thì bên em sẽ nhận ship đơn hàng từ 200k, phí ship toàn quốc là 40k. Bên em sẽ hỗ trợ cho anh chị em cái thùng shop để anh chị em chơi và không tính tiền thùng shop. Anh chị em nhận hàng thì sẽ được kiểm tra hàng và có chính sách bảo hành đối với kênh của Nguyễn Quy Ruby. Thì cuối video bên kênh Nguyễn Quy Ruby cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị em đã tin tưởng và đồng hành cùng Nguyễn Quy Ruby trong suốt thời gian qua. Xin anh chị em để lại cho Nguyễn Quy Ruby một lượt like, một lượt share, một lượt subscribe, một lượt bình luận, một lượt đăng ký kênh để kênh Cá Cảnh Nguyễn Quy Ruby ngày càng phát triển hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị em đã tin tưởng và đồng hành cùng Nguyễn Quy Ruby trong suốt thời gian qua.